Trong cái nhóm mà offline đó chắc ông này là hot boy tha thu đúng không? Đúng, ngon trai thôi. Sáng cái em nói với ảnh là hôm qua nói là thiệt á. Ảnh kêu là thôi qua nhà đi chơi, đi ăn uống thì xong rồi cái đi qua nhà ảnh. Xong là mới quen có 2 ngày thôi à. Ảnh xử em luôn rồi, ảnh xử em luôn rồi. Bây giờ em bắt đầu chơi chi qua vụ em cái nói em chích ngừa rồi. Em không có lây bệnh danh đâu. Em nhớ anh quá rồi, dập đi. Em mới nói là em mà lây cho anh mà bị anh mà bị bệnh á là em phải chăm anh ở nhà, tại anh ở một mình. Bây giờ ở nhà đứa nào hiếp đứa nào? Đây. Hai người cùng chỉ người mình và nói cái vụ tính xấu là biết liền ai. Xin chào hai em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thanh Tuấn. Hiện em 27 tuổi và em đang làm xăm nghệ thuật tattoo. Em chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Trương Thị Xuân Thi. Em nay năm nay 29 tuổi. Em cũng là thợ xăm. Bây giờ anh hỏi nè, hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ai là người ấn tượng ai trước tiên? Em với ảnh là gặp nhau ở cái quán cà phê bên Gò Vấp á. Lần đầu tiên hai vợ chồng đi ốp cái nhóm tattoo á. Xong rồi vô tình đi vô đó gặp. Ảnh ngồi xa cách em có 2 bạn thôi. Em thấy cái anh này em cảm thấy là thích thì sao. Thấy tươi quá, tráng sĩ tươi xanh quá. Thích liền luôn, tức là em vô em nhìn thấy ảnh là em thích liền luôn. Đúng không? Còn anh này thì sao? Anh có biết là bạn đó thích mình liền không? Bạn nữ thì nhìn cũng xinh xinh, xăm nhìn cũng chất. Em lúc không có quan tâm lắm đâu, em lo nhiều chuyện với cái thằng kế bên không à. Sau cái buổi đó cái kêu về cái thì vợ em mới kêu đi nhậu không. Rất là mạnh mẽ đúng không? Ghê, nhậu không? Ghê đó phải không? Rồi sao có đi không? Tại vì có nhiều người rủ em nhậu quá, em cũng hay em đi với một người quen chứ lạ quá em đâu có đi đâu. Trong cái nhóm mà offline đó cái ông này là hot boy tha thu đúng không? Cũng ngon trai thôi. Ngon trai. Có như bữa đó mình không thành công. Không có đi, xong rồi cái lúc đó em về, em vô cái Facebook của bạn em. Cái phút đó 5.000 người bạn là full bạn rồi. Nhưng mà em kiếm nguyên một đêm luôn, kiếm Facebook của bạn này. Ôi, tôi nghĩ là ấn tượng quá tuyệt vời với anh này. Rất là, có nghĩa là mê anh rồi đó. Em mê từ lúc đầu. Gặp là mê liền đúng không? Rồi hôm đó em có add Facebook chồng được không? Có, em add Facebook ảnh được. Em kiếm xong rồi cái em add được ảnh xong rồi sáng là ảnh nhắn tin cho em. Nghĩa là em là người add ảnh trước nhưng người nhắn tin cho chủ động nhắn tin trước là ảnh đúng không? Nhắn gì nhắn hello em vậy thôi xong như rồi bình luận trước. Em bình luận trước xong rồi cái ảnh thấy cái ảnh nhắn tin cho em. Anh hỏi nè, tình trạng của em cái giai đoạn đó là như thế nào? FA hay là có bạn gái rồi? Lúc đó em cũng có quen và quen chơi không có sâu đậm với ai hết. Rồi em cũng chỉ nhắn tin qua lại thôi chứ em không có nghĩ là quen. Tối đó cái tự nhiên cái vợ em nhậu xỉn vô cái nói em thích anh. Em muốn quen anh đó. Phải không ấy tỏ tình với em trước. Cái đó em còn tưởng dở có đâu, em nói thiệt em không phải xỉn em nói đâu. Có nghĩa là em không tin là cổ nói là cổ thích mình đúng không? Nhưng mà qua ngày hôm sau thì sao? Rồi xong hai đứa là sau đó là có đi hẹn hò với nhau liền không hay là phải bao nhiêu lâu? Hẹn liền luôn. Hẹn liền trong buổi sáng hôm đó luôn. Em kể. Sáng cái em nói với ảnh là hôm qua em nói là thiệt á. Ảnh kêu là thôi qua nhà đi chơi, đi ăn uống thì xong rồi cái đi qua nhà ảnh. Xong là mới quen có 2 ngày thôi à. Ảnh xử em luôn rồi. Ảnh xử em luôn rồi. Sau cái buổi sáng đó, gọi là buổi sáng định mệnh đó, thì lúc đó tụi em có xác định là mình bắt đầu là thương nhau và giống như muốn một cái gì đó nó lâu bền không? Hay là cũng chỉ nghĩ là thôi mình thích nhau thì là mình như tuổi trẻ bồng bột vậy thôi. Không, em thì lúc đó em xác định là quen anh này rồi là em cũng có suy nghĩ tới rồi. Lúc đó em thuộc dạng em chưa suy nghĩ gì nhiều đâu, em chỉ suy nghĩ là thì cứ quen đi coi như sao đã. Tìm hiểu nhưng sao? Nhưng mà sau bữa đó là hiện những cái người trước là em đã ngưng hết luôn rồi. Thời gian sau có những gì trải qua cái em là người chủ động đòi đăng ký kết hôn với vợ mà. Tụi em quen vậy thế chứ cỡ tháng là ảnh nói cưới luôn rồi. Em hồi xưa em ở Malai. Em ở 8 năm rồi. Xong rồi hồi cuối năm 2018 là em về là bắt đầu là đi cà phê là gặp anh này. Có nghĩa là em định cư bên đó hay là như thế nào? Hay em, là chỉ có đi qua làm việc thôi? Em làm việc cái bên đó. Rồi về đây rồi có phải trở qua bên đó lại không? Có, lúc đó em về xong rồi em qua bên đó được 2 tuần. Cái em cảm thấy em nhớ người này, em muốn đi về đây. Cái em nói với ba mẹ, lúc đầu mẹ em cũng không chịu nữa. Còn ba em thì muốn làm gì làm, thích thì làm, thích thì con cứ làm. Nhưng mà cái... ba mẹ là ở bên kia, bên Mã Lai hay là... Ba mẹ em về đây luôn rồi. Ba mẹ. Nhưng mà lúc đó, thời điểm đó là ba mẹ ở Mã Lai. Dạ. Em còn tiệm bên đó với lại em còn muốn kiếm tiền nữa. Nhưng mà thôi em muốn về đây. Nhưng mà em thì sao? Cái khoảng thời gian mà vợ đi qua bển á, thì em có nhớ nhung gì cô gái này hay không? Có ngày nào vợ em với em cũng gọi nhau mà. Rồi khi nào thì em mới có ý định là em muốn cưới cô? Ý định cưới á
là trước khi cái lúc vợ em về Malai rồi, gọi là cái kỷ niệm gọi là không bao giờ quên luôn á, là em với vợ em quen vừa mới được có mấy ngày là vợ em bị thủy đậu. Cái em mới nói với bạn em, giờ vợ tôi bị thủy đậu rồi, có lây không? Bạn mới nói trời cái bệnh nó lây ghê lắm á mày. Em mới kêu thôi em ở nhà em dưỡng đi, qua 15 ngày em hãy gặp anh, chứ không em lây anh. Được khoảng 7 ngày hay 8 ngày á, cái vợ em bắt đầu chơi chiêu qua dụ em, cái nói em chích ngừa rồi, em không có lây bệnh cho anh đâu, em nhớ anh quá rồi gặp đi. Em mới nói là em mà lây cho anh mà bị, anh mà bị bệnh á là em phải chăm anh đó nha, tại anh ở có một mình. Gặp xong đúng luôn, đúng ngay 28 là em 28 29 à, tối 28 à, 29 Tết à, 29 là em bị phát bệnh. Trời ơi, là em bị, có nghĩa là bệnh, vừa gặp cái là bị lây liền luôn hả? Thì phải lây thôi, cái đó nó lây là chưa lắm. Hết chưa đúng hết rồi, mà chưa nói dối em là đúng rồi, là nói rồi. Là chị nhớ quá, cái chị gài em, cái chị nói là em không có lây đâu, em chích ngừa rồi, bác sĩ nói chích ngừa không có lây, rồi gặp rồi xong rồi em bị lây luôn. Không em ở 29 đó em phát bệnh, mà em tưởng em nói chung là nó ra là muốn chết luôn á, tại vì nó vừa chóng mặt mà nó vừa nhức đầu mà nó sốt, nó nóng lạnh mà nó nổi sừng hết lên cái đầu luôn. Vậy hả? Rồi xong có hận không, lúc đó em có hận không? Lúc đó em quạo luôn. Nhưng mà cổ có chăm em không? Đó. Bữa đầu chắc chắn là cổ sẽ hết trước em. Bữa đầu là chưa. Bữa đầu là cái bữa đó em phát, cái em nhắn tin nói em ơi hình như anh bị rồi đó em ơi, bây giờ em qua em mua thuốc cho anh hay cái gì đi. Cái lúc đó chỉ hơi ghiền nhậu, cái chỉ lo đi nhậu. Tối hôm đó tới khuya như 1 giờ hay 12 giờ em mới qua ta. 1 giờ. À. Cái 1 giờ khuya thấy nổi đây mới rồi. Qua. Mới qua lúc đó em quạo luôn rồi, em điên tiết rồi, tại vì nói mà lúc đó em chịu cái thời gian em một mình mà không có thuốc không có gì, mà làm không nổi cái gì luôn. Cái xong cái em quạo quá em không mở cửa luôn. Em có suy nghĩ là vậy à, chia tay. Cái bữa đầu sốt thì nó hơi nặng, bữa sau thì nó đỡ hơn, nó hơi lại. Quen. Tháng cái đầu chạy qua chăm em đến tối, cái tưởng đó em mới thấy cái này có nói lời nhớ giữ có giữ nè. Rồi những coi như là ấn tượng nhất là tới mùng 6 Tết em mới được ra ngoài đường luôn á. Cái bệnh đó nó ghê lắm. Có nghĩa lúc mà em đi nhậu đó là em đi nhậu với ai vậy? Nhậu với mấy anh chị thợ xăm bạn của em á. Vậy hả? Rồi dạ. Sao em để bơ vơ ở nhà mà lúc đó em nghĩ sao mà em lại đi nhậu mà em không đến đó, với bạn hình này? Lúc đó em còn ham chơi đó. Vậy nhưng hả? Mà sau khi quen anh này thì hết rồi. Coi như là sau cái buổi sáng định mệnh đó thì là mấy ngày sau thì em phải về Mã Lai. Tháng là em về bên Mã Lai lại. Rồi sau cái chuyến đó xong là về đây luôn đó. Không dạ. Có trở ngược qua bên đó nữa đúng không? Có nghĩa là cuốn gói về hết luôn hả em? Không, bây giờ cái tiệm bên đó thì sao rồi? Em lấy còn ít đồ về, còn ít đồ em cho bạn em bên đó luôn. Nghĩa là sang tiệm luôn? Không có sang cho người ta. Lúc mà chuẩn bị về đây á, cũng hỏi em câu là em về đây với anh là về ở với anh, rồi em không có đem cái gì về, em chỉ có cái xác em không à, thì anh có chứa em không? Anh có chứa em không? Cái em mới nói em về đây em đi cái xác em thôi, em đừng có đem cái gì về hết, anh cũng chứa em nữa. Là rõ ràng là ông đã thực hiện lời hứa rồi. Nhưng mà sau đó về là hai đứa đi đăng ký kết hôn hả? Dạ. Đi đăng ký kết hôn liền luôn. Đúng rồi, sau khi về là em chủ động, lúc đó giờ em cũng chưa có muốn đăng ký đâu. Lúc đó em mà xác định là cái người này nè sẽ ở với mình nè, ký liền đi. Ký liền luôn. Nhưng mà anh hỏi nè, ông có cầu hôn không? Ông dạ. Có lãng mạn không? Sao? Bình thường á. Nhưng mà hai đứa tổ chức đám cưới chưa? Dạ rồi ạ. Rồi luôn, dạ. Rồi có con chưa? Dạ chưa. Chưa có con. Ủa mấy năm rồi? Dạ mới có 1 năm. Chưa được 1 năm nữa. Bây giờ ở nhà đứa nào ăn hiếp đứa nào? Đây. Sao hai người cùng chỉ ngựa bây giờ nói cái vụ tính xấu là biết liền ai rồi. Ở nhà là anh này anh có những cái tật xấu gì? Anh này không có nhiều, có em là nhiều, nhưng mà ảnh là thường ăn hiếp em nhiều hơn. Nhưng mà đây là cái phần của em, hãy khui cái tật xấu của ông ra. Em phải khui ra. Buổi sáng đó là dậy là 11 giờ là mở cửa tiệm, cái kêu hoài em không dậy, cái ngồi trên đầu em thả bơm cái điên lên em quýnh cho. Thả bơm bậy. Nhưng mà là mình có thể điều khiển được quả bơm là không có dễ thương rồi đó. Này không như ngồi trên đầu người ta mà thả bom thì thấy là không có vui rồi đó. Mà bơm đâu mà có thể điều khiển được hay mà vậy? Buổi sáng vậy sao người ta ngóc đầu lên được ta? Có hay sai này nọ được không? Có chùm luôn, lần nào xăm là cũng sai tới nỗi mà em quạo luôn. Nhiều khi em muốn bỏ nhà em đi luôn. À, trong lúc anh hành nghề hả? Trong lúc anh xăm là anh sai hả? Dạ. Lấy nước cho anh nè, lấy kim cho anh đi, rồi lấy anh cái tông mực đó rồi tùm lum. Nhưng mà ổng sao ổng sai nhân viên? Học trò đang học nên sai vợ. Cũng có khi là sai học trò nữa. Mà sai vợ. Em sai vợ đã nhất. Hơn, sai vợ đã hơn mà vợ hiểu ý hơn. Đúng không? Tại vì lúc nhân viên nó đang học á thì em chỉ muốn cho nó tập trung vô nó học thôi. Ít khi sai nó lắm. Còn vợ em thì ngồi cả không à, đâu làm gì đâu thì em kêu đúng rồi.
lại bà cung cấp. Đúng rồi, với lại vợ em sẽ biết cái size kim đó em xài và em cần cái gì sẽ biết lấy, vừa cái lợi là lấy là có liền. Như là nói nè, size mà để phục vụ cho công việc cho hai vợ chồng là đúng, là chấp nhận, là không phải thật xấu đúng không? Nếu mà trong nhà mà ví dụ size á, nằm chỗ kêu em lấy ly nước có luôn. Tối anh chơi game xong rồi em ơi anh đói bụng quá, rồi kêu xuống nấu mì, xong rồi cái lên xong rồi kêu em ơi lấy nước cho anh, lên lấy nước ngồi vừa bấm game vừa hả ăn gì đó, tối nào cũng vậy, ăn riết nữa. Lấy em về hồi xưa là có năm mấy ký, giờ lên tới sáu mấy ký. Trời ơi, gán phấn đấu bằng anh đi em. Tật gì nữa nè? Có gì đó thôi. Có hay chọc vợ, có hay nhây có không? Chọc cái nội mà ngồi trên đầu người ta thả là biết là chọc rồi. Hôm nay nó quá đâu có đâu, chọc đâu mà. Có ngồi trên đầu đâu. Chọc sao? Ngày nào cũng chọc, chọc mà tới nỗi mà em điên lên là em quýnh luôn. Điên quýnh luôn. Thí dụ như cái chọc đó là cái đô của ổng là như thế nào? Giỡn giỡn nói bậy nói bạ này nọ, xong rồi em bực bội. Em cái tính em là nói thì nói lần thôi, cái chọc chọc ngay tới như lui. Cái bữa đó em điên em quýnh cho ra cái ông người Thái, ông kêu mắc bị gì nó mới đi tập mây Thái vậy quýnh ta. Vậy trời, nó có vui vậy luôn á hả? Tới em đó, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em hả? Đầy luôn. Vợ em là sáng ngủ dậy hay quạo lắm, sáng dậy là không được đụng vô người nha, không được kêu tên, không được cái gì hết, chỉ cần nói nhẹ hay đụng cái gì cái là quạo. Sáng mà chưa hoàn hồn hay sao? Không, em quạo lắm. Nhiều khi em nói là em lát giao hàng cho khách nha, làm đi. Đến bao lâu thì mới khoảng bao lâu thì mới là hồn nhập về xác rồi bắt đầu mới là trở lại bình thường. Dạ, khoảng nấu cơm xong rồi. Nấu cơm xong. Tự động lầm lũi đi nấu xuống nấu cơm, rồi tự động lầm lũi cái hồn nó theo nhập vào cái xác của mình, rồi lúc đó mới là bình thường trở lại. Rồi vui này vô kịch được luôn nè. Có buổi sáng nào ngoại lệ? Tự nhiên sáng thức dậy có vui vẻ tung tăng. Cái buổi sáng mà ngoại lệ nhất là cái tối đó nhậu quắc cần câu á. Là sáng dậy cái anh ăn mì gói đi nha. Rồi ngủ tiếp. Là sáng nó không có quạo. Cứ vui quá hay dễ thương quá. Có ghen không? Kinh khủng luôn. Ghen cái ấn tượng nhất là lúc mà đăng ký kết hôn rồi em với vợ em cùng nhau đi nhậu chung với đám bạn trong một cái tiệc. Rồi vợ em lấy điện thoại ra mở lên coi, ủa sao anh ở đây mà định vị anh lại nằm ở nhà? Tại vợ em định vị điện thoại em mà lúc em ở nhà thì điện thoại em có wifi mà lúc mà em ra quán thì đâu có wifi đâu, mà có định vị nó phải chạy lại cái quán đó. Em ra chỉ ngồi coi, chỉ nói mà tại sao định vị mày lại đang ở nhà? Phân thân hả? Có xỉn rồi. Nhưng mà lúc đó xỉn rồi hả, đúng không? Mê lắm nè. Ủa, xỉn là mình cứ tưởng là đang ở nhà với nhỏ nào đúng không? Vui quá vậy. Ủa, bình thường hay gọi mày tao lắm hả? Không có. Cái lúc đó là đang ghen á. Bình giận. Thường là kêu vợ chồng anh em. Nấu ăn thì có ngon không? Nói chung là không có được lắm, nhưng mà sau này nhờ góp ý rồi mới nấu ngon hơn. Vợ em hay lỡ tay đổ nửa chai nước mắm lắm. Trời ơi, lỡ mà nửa chai không biết sao ăn đây. Bữa nữa. Ăn xong rồi em vô em bị lên sông máu luôn, em nằm giật giật. Trời ơi, lên tăng xong chắc khỏi xăm luôn á. Hỏi không? Hả? Nhưng mà nuôi chồng, chăm sóc chồng có kỹ lưỡng không? Có, vợ em chăm em như heo ăn vậy á. Cứ tới giờ là bắt ăn, tới giờ là bắt ăn, không cần đúng biết. Đúng giờ, gọi cái keng rồi đi ăn vậy đúng hả? Rồi. Không cần biết là em có nhu cầu ăn hay không? Đúng rồi. Tới bây giờ vẫn vậy. Cái nấu cơm xong cái là đang ngồi cái là ra là ăn đi. Ăn đi cái xong cái em cũng, anh chưa muốn ăn thì ăn đi, cái để ăn rồi xong rồi. Chưa kịp ăn nữa, ngon không? Chưa kịp ăn sao ngon? Thì ngon không, trả lời ngon không, có ăn chưa, ăn sao ngon? Mà cứ bắt vậy ăn đi, bắt em phải ăn, người nói họ nói ngon. Ok, hôm nay ăn ok, ăn được. Nấu cho ăn mà nói như vậy đó là phải khen ngon mới chịu, không còn nói như vậy cũng không chịu. Nhưng mà nó có lần nào em thử em giả bộ em chê thì cái trường hợp có mấy lần ra. Không phải em giả bộ đâu mà thường tính em thẳng lắm, em chê thiệt không à. Chê nói như vậy đó, vậy mà chê mốt khỏi nấu cho ăn. Rồi bây giờ em muốn giờ em thay đổi gì? Giờ em thay đổi hết rồi. Thay đổi hết luôn, tất cả những cái gì em nói nãy giờ là thay đổi hết luôn. Tại vì hồi đó cái tật xấu nhất của vợ em là nhậu á, nhậu xong á khi mà xỉn vô á là vợ em bắt đầu là hay nói cứ nhây một câu chuyện nhây tới nhây lui á. Em không thích. Em không thích, em nhậu vô em thích đi ngủ, mà vợ em nhậu vô kia em ngồi nói chuyện em không biết nói gì. À, bây giờ là hết rồi. Đúng rồi, với lại vợ em hồi lúc ghen lắm, thường em phải tương tác với khách hàng là em phải like qua lại trên Facebook, mà mỗi lần em vừa mới tới nhỏ đó em chưa kịp like là chỉ ngó em phải lướt qua. Cứ like cái là chỉ chửi mày thấy nhỏ nó đẹp quá mày like đúng không? Trời, trôi Facebook mà sao áp lực quá vậy? Như vậy là chỉ mong muốn vợ là bớt ghen hả? Hiện giờ vợ em bớt luôn. Hết ghen rồi, hết ghen luôn rồi. Hết nhậu luôn, trời, vậy là hoàn hảo quá rồi. Cứ như vậy em à, đúng không? Ông bây giờ vẫn nhậu, nhưng mà cái là khi nhậu xong là vợ em không có tính như hồi trước nữa. Còn em muốn
anh xã của mình thay đổi điều gì? Dạ, ảnh thì hoàn hảo quá nên em cũng không có... Người giữ nguyên? Dạ. Trời, cái cặp này đáng yêu quá. Vậy giờ cái nói cặp gì này đây? Là mình không có nói gì cả, giờ mình chỉ chúc thôi. Dạ. Mình chúc cho các bạn là lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Dạ. Yêu nhau như thế này, rồi công việc thì càng ngày càng tấn tài, tấn lộc, thuận lợi. Thiệt là nhiều khách. Muốn có em bé không? Dạ, dạ có. Cha ông mụ, rồi lấy tinh hoa trời đất về đi. Rồi nhập rồi đó. Giống như em vậy đó, buổi sáng vậy đó. Phải hoàn hồn đúng không? Thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc cho hai em sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Và đặc biệt là tháng 12 năm nay, bác sĩ báo tin vui. Dạ, chính tháng 11 cũng được mà. Không, tháng 12 được. Đi. Qua năm sau, khoảng tháng 8 là các em sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình Tha Thu. Dạ. Rồi, có tin vui báo anh nghe chưa? Dạ. Ôi, tôi gặp chú rể tôi lại có một cái sự đồng cảm gì đó. Tôi thích anh rồi đó nha. Em bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, em xin giới thiệu, em tên Chí Thành, năm nay em 32 tuổi, em làm nhân viên bán hàng, còn đây là vợ em. Em tên là Lê Hồng Hương, năm nay 31 tuổi, em làm quản lý đơn hàng cho công ty Nike. Rồi trong trường hợp nào quen nhau? Ngày trước em làm ở bên công tác phường, em làm bên đoàn, còn anh làm bên dân quân. Đoàn với dân quân thì thường liên kết với nhau. Sau một buổi công tác đó thì một nhóm mới tổ chức là đi hát karaoke. Nhà em một có quy định là lúc nào cũng phải 9 giờ là phải về tới nhà. Cho nên em đâu thể nào ở lại, thế là mọi người phân công anh ấy chở em về. Khi em chở Hương về nhà xong hôm sau thì em lên trên phường á, thì anh em có hỏi là không biết hôm qua mày chở Hương về mày có bị bận hay là chỗ nào không? Ủa sao vậy? Tại vì ở phường về Hương là cũng có cái tiếng là dữ và rất là khó tính. Ồ vậy đó hả? Chị có thấy dữ đâu? Thì dữ khó tính với những trường hợp nào mà em không thích mà cứ lăng nhăng mà nói nhảm. Em có bị nói nhảm không? Dạ không. Nhưng mà lâu lâu cũng nhắn tin nhảm nhảm chút xíu. Ấn tượng đầu tiên em gặp chồng em là sao? Hiền, ít nói. Mà ngày trước á, ảnh đẹp trai lắm chứ không phải ít tóc giống vậy đâu. Ủa, bộ mấy người ít tóc là mấy người xấu trai à? Không phải. Không phải, nói đẹp trai thiệt. Đẹp trai cũng phải chứng thành á. Ây cha, thành ra bây giờ làm Chí Thành. Rất là nhiều tóc. Thấy chưa? Thầy chị coi nè, tóc nhiều lắm chứ bộ. Sao bất ngờ vậy? Vậy sao tự nhiên bây giờ tóc em lại từng cộng rồi? Do cái di truyền của gia đình á, chị như mấy không? Đây là chụp cách đây mấy năm à? 7-8 năm á. Dạ, 7-8 năm mà thời gian nó đưa đi một số tóc đáng kể. Ủa em cua nhau làm sao? Mà sau cái buổi em chở Hương về á thì mấy anh em nói Hương khó tính vậy. Mà mày chở mà mày không có bị gì hết. Vậy anh em mới thách đố em là mày có dám nhắn tin chọc Hương và mày cua được Hương Hương mà tới chở mà đi chơi á, thì anh em sẽ khao mày chồng nhậu. Và thế là em nói giờ anh em được đưa cho mình số điện thoại đi và mình sẽ nhắn tin. Lúc đó em nhận được cái tin nhắn là em ơi em đang làm gì vậy, em có đi chơi đâu không, em ăn cơm chưa. Ngày nào cũng nhận được những cái tin nhắn giống vậy anh. Ở vườn buồn quá đi, cái anh em mới nhắn thật đố em thêm một lần nữa, nói mày nhắn cho Hương cái chữ anh vui không. Cái em mới nhắn hỏi anh là anh có bị bệnh gì không, cái anh nhắn trả lời em gì nè, bị bệnh thì sao lưu em được. Kết quả là em nhận được em... câu đồ khùng à. Dạ. Trời ơi, phủ vàng quá. Rồi lúc đó em nhận được rồi em có thấy nản chí không? Dạ không, lại tấn công tiếp. Mưa dầm thấm đất đúng không? Dạ không, em thắc mắc một điều á, ban ngày khi mà công tác chung với nhau á thì mặt anh lúc nào cũng đóng vậy đó, mà giống như là người xa lạ không hề quen biết. Mà tối về thì lúc nào cũng nhắn nhã hảm hỏi mấy câu là em khỏe không, em đi làm về có mệt không. Cho nên cái thái độ với lại cái tin nhắn buổi tối á làm cho em cảm thấy là con người này khác lạ, bí hiểm quá đúng không? Nên em ghét cua cho bằng được. Em cua làm sao? Cái hôm mà em với ảnh đi chơi á, ai rủ? Em là người rủ. Hôm đầu tiên đi với nhau là đi đâu? Dạ đi uống cà phê. Chuyện gì xảy ra? Dạ không, đi chơi với ảnh thì em chỉ có đọc thoại thôi, kể cho ảnh nghe đi làm ngày hôm nay làm sao, gặp cái gì căng thẳng làm sao, thì ảnh cứ ngồi biết rồi. Em chị hỏi nè, cái lần đầu tiên em đi chơi với vợ em á, là lúc đó em đi bằng cảm xúc thật hay là vẫn là do cái kích kia để mà em chấp nhận đi chơi với cổ? Em chấp nhận đi chơi với cô ấy á, để mình có được cái độ kia. Bao lâu thì em lên phường đón ảnh? Khoảng 2 năm. Có nghĩa là cái độ nhậu của em kéo dài tới 2 năm em mới được chung hả? Tại vì cứ mỗi lần mà cô ấy đi công tác hay là đi đâu rồi là mua cho em một phần quà, mà trong phường thì không ai có. Có một cái chị nói, chắc cái Hương nó thích mày. Thì em mới nhớ lại là mình còn cái độ ở đó. Em mới hẹn cô ấy đi chơi mà cô ấy là phải tới phường chở em đi. Rồi tiếp theo đó thì cái cuộc nhậu đó xảy ra như thế nào?
Thì mấy ngày sau là chung cho em cái đội nhậu mà chỉ có anh em đi thôi chứ không có cho cô ấy đi. Hương biết không? Dạ không. Bao lâu thì Hương biết là do bị kích bác mà yêu? Dạ sau đám cưới. Sau đám cưới thật. Tội nghiệp em quá. Tôi nghĩ nếu như em mà biết trước đám cưới chắc em đè em nhổ không còn cầm tóc. Bây giờ là cái hành động nào, thời điểm nào mà em chấp nhận cái tình cảm? Có một hôm tụi em đi câu cá. Câu thì đó hồi cái Hương mới rủ em qua bên cái chòi bên cạnh ngồi chơi. Cái cô ấy nói thôi mình đã quen nhau 2 năm rồi, thôi bây giờ mình tiến tới bước nữa là để tìm hiểu nhau đi. Mà lúc đó em cũng không muốn cho cô ấy buồn, em cũng ừ. Lúc em nhận được cái câu ừ của ảnh á chị, em sốc, em suy nghĩ là không biết mình có bị lầm không. Thì em về em mới tham khảo ý kiến của chị em, mấy chị làm chung với cô ấy nè. Thấy mọi người cũng đồng tình với mình, thôi mình yêu đương em. Trời ơi. Vậy thì cái thời gian hẹn hò của các bạn có chuyện gì vui không? Có một lần á, ảnh chở em đi chơi thì về gần đến nhà rồi thì ngay cái cầu đó nó bị ngập nước. Thì ảnh mới sợ em bị ướt chân, ảnh mới kêu em là quắp hai cái chân lên người ảnh đi. Em vừa quắp lên á thì tự nhiên cậu anh ấy xuất hiện. Cái cậu em hỏi, ủa hai đứa bay đi xe kiểu gì mà ngồi gì kỳ thế? Dạ em ôm nè. Câu hai cái giò lên nghe em giò giờ em ngắn nữa. Thì lúc đó thì ngồi sát quá thì cậu em mới hỏi là tụi em ngồi gì mà con mũi không bay qua được. Em mới nói gỡ lại là ngồi vậy mới tình chứ đang yêu mà. Cậu góp ý nhẹ đó. Dạ. Sát gì mà sát gạt vậy đó. Sát gạt mà mũi bay qua không có được luôn á. Lúc đó trời em quê mà không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà chị rất là tò mò. Tụi em lấy nhau rồi em phát hiện ra là chồng em bị kích mi yêu em. Cái cảm giác của em là làm sao? Cũng hơi buồn chứ chị. Nhưng mà sao mà em biết được? Thì vô tình á ngồi chung với bạn ảnh thì tự nhiên mấy bạn ảnh táp là ngày xưa á, là tại vì em mà thua mất chồng nhậu. Chị anh cá độ với em Thành á mà nó cua được em là thua chồng nhậu. Trời lúc đó máu dồn lên. Trời đất ơi quay cuồng sụp đổ. Dạ, trời ơi biết làm sao lỡ trao thân rồi. Chắc hất nguyên cái bàn luôn á. Đâu có, chứng mặt mọi người phải lịch sự với anh. Kìm nén lại. Mà về tới nhà thì em mới kêu anh vô phòng hỏi là ngày xưa anh quen em vì chồng nhậu hả? Cái anh mới nói chứ đâu có chồng nhậu nào. Đúng không? Mới nghe kể tức thì luôn á. Cái anh mới nói chứ tại ngày xưa ai biểu tại em dữ quá làm chi thì mọi người mới kích anh. Mà nhờ vậy em mới được lấy được anh á, em thấy không? Trời ơi chảnh ghê luôn ta ơi. Được lấy được anh nữa. Ừ. Tại lúc đó mình đẹp trai mà. Đẹp trai mà. Đúng không mà. Chẳng hạn mà đã nghe được câu này chắc có lẽ là nó hãnh diện lắm. Thế nhà rồi cái lúc mà đưa bà xã về ra mắt gia đình á, tụi em có được sự đồng thuận của gia đình liền không? Cũng một thời gian nữa thì Hương mới nói em là thôi mình cưới nhau đi. Ừ. Thì em mới về em thưa với ba mẹ em. Ừ. Thì ba mẹ em mới nói là 30 tuổi nó mới được cưới. Cái lúc đó em mới 27. À tức là trong 3 năm nữa mới được cưới. 3 năm nữa mới được cưới. Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó cũng chưa có kinh phí lắm. Cứ là phải tự lo. Hai vợ chồng thì bán bông bóng, bán dừa. Hai đứa thì chân ướt chân ráo thì không biết chỗ lấy dừa ở đâu. Mà khi ra mua thì mua 500 trái thì người ta bắt chở về. Mà bữa đó hai đứa tính nếu mà 500 thì mình chở về không lợi nhiêu. Em bước được 1 thiên. 1 thiên là nhiêu? 1 thiên là 1.200 á chị. 1.200 trái dừa. Thì 1 thiên người ta sẽ chở về nên mình không có tốn kinh phí. Lời không Cưng? Lời không? Dạ 1.200 trái dừa mà bán được có 500 trái à. Bán chừng được hơn nữa thôi. Tại vì mới lần đầu tiên bán dừa mà chị. Kinh nghiệm chặt dừa của em quá phong phú đi. Bả chặt nó phạm hoài. Trái dừa cúng của người ta thì bị tròn. Còn trái dừa cúng của chồng em gọt á thì trái thì hình thoi, trái thì hình bồ dục, trái thì bị móp, trái thì bị méo. Trời đất ơi, vậy có nghĩa là lỗ hả Cưng? Nói chung cũng không lỗ. Lúc đó em bán có 4.500 à, mà mấy người khác thì người ta bán 7-8 ngàn, mình ta bán hết. Cái thế là có một cái bác đó, bác mới nói chứ sao con không bán lên thành 5 ngàn. Xong cái em mới suy nghĩ hồi mới bán 5 ngàn, trong vòng 1 ngày đó bán hết sạch. Hay quá ha. Có nhiều khi cái số 4.500 không có hợp với mình. Nhưng mà tụi em còn có khuyến mãi đặc biệt là người nào mua 5 trái là chở về tới nhà. Chở về tới nhà luôn. Vậy hả? Tại vì mình bán chậm quá đi, mình khuyến mãi luôn. Đồng vợ đồng chồng vậy cũng dễ giàu lắm mà nghe. Vậy khi cưới về có những chuyện bất ngờ về người bạn đời của mình. Em bất ngờ cái là trước khi đi ngủ là cứ bắt em gãy lưng quay tay chứ. Rồi lúc trước khi lấy chồng ai gãy lưng cho? Trước khi lấy chồng á thì tại em nằm kế bên mẹ á thì cứ kêu mẹ xoa lưng. Vậy ngày nào không có mẹ chắc tự gãy. Rồi ngược lại thì có gãy lưng chồng em cũng dễ thương lắm chị. Thích coi phim siêu nhân. Phim hoạt hình. Ây cha, vẫn thích coi phim siêu nhân mà. Dạ. Siêu nhân hay mà. Siêu nhân cây. Mới đây có siêu nhân thần kiếm nữa. Anh coi chưa? Chưa. Ngoài coi phim hoạt hình ra còn thích phim gì nữa không? Dạ không, có chứ, phim hoạt hình với siêu nhân có hai cái đó. Bộ không có thích coi phim kinh dị à? Thôi ghê lắm anh ơi. Ảnh cực kỳ sợ ma. Cùng cảnh ngộ. Bây giờ ổng sợ ma cỡ nào kể nghe coi. Bữa đó là hai vợ chồng không ăn cơm tối thì lúc đó là 10:30 11 giờ rồi. Hỏi là anh có đói bụng không? Cái anh kêu đói bụng em.
nói vậy thôi giờ anh xuống nấu mì gói hay chồng ăn. Cái, tầng em trên tầng 3, nhà bếp ở dưới tầng trệt. Cái ông nhìn xuống tắt đèn tối thui à. Cái ông mới hỏi hai ơi hai ngủ chưa, không thấy tiếng trả lời. Nam ơi Nam ngủ chưa, không có tiếng trả lời. Lặng lặng quay vô kéo cửa lại nói một câu rất là nhỏ nhẹ, thôi mình đi ngủ đi em. Lúc đó em mới biết chồng em sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Em sợ ma đâu có mình em đâu, còn vợ em nữa nè. Hương không sợ luôn hả Cưng? Em mới phát hiện. Cứ ngủ dậy, đi toilet, gõ gõ. Anh dậy anh, hỏi làm gì, đến toilet. Mà toilet ở dưới tầng dưới, bắt em mở cửa ra, ngồi chờ cửa. Đi lên rồi mới đóng cửa lại. Vậy? Có lẽ là giấu quá. Giấu kỹ lắm. Giờ mới lòi. Trong cái đời sống của hai bạn từ lúc mà kết hôn với nhau, điều gì mà bạn muốn người bạn đời của mình thay đổi? Em muốn anh á, bớt coi phim hoạt hình lại, rồi chững chạc hơn chút. Em thì chỉ muốn vợ em bớt cằn nhằn lại, để cho em coi siêu nhân cho nó nhiều nhiều. Hai vợ chồng muốn người vốn đó. Thực ra thì vợ chồng bà, ba mẹ đặt ra là 3 năm mới được lấy, 3 năm để mà cùng phấn đấu chứng minh cho gia đình biết. Và bây giờ là 3 năm đã ở với nhau, đúng không? Mà cái điều mà hai vợ chồng á mong muốn nhau bé xíu 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 đó thôi. Chồng bớt coi phim hoạt hình đi một chút, thôi bây giờ đổi đi, đi ra rạp đi, coi những cái phim mà dành cho người lớn đó, về tình cảm, tâm lý, xã hội. Hay là nếu có đi coi hoạt hình thì dắt con đi theo. Thì cái thú vui của chồng nó sẽ tạo một cái sự thú vị lan tỏa trong gia đình. Rồi vợ em sẽ bớt cằn nhằn, bớt cằm ràm về cái đó, chuyện coi phim. Em đó, yên tâm đi. Vậy nhé. Dạ, dạ. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chị. Sợ vợ, coi như là sợ vợ ruột mất hay làm sao á. Mà nắm chặt dữ vậy trời. Ga lăng lắm nè, chắc anh... Không, em cứ ngồi đi, ngồi em đi cứ ngồi cứ. Rồi, mở mi nào. Anh nghĩ rằng là chắc ở nhà anh chiều em lắm đúng không em? Dạ. Đúng không? Nó lớn dạ, lên. Dạ, đúng ạ. Rồi, dạ, em xin rồi chào. Bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Văn Biên, em đến ở từ Hưng Yên mà em sinh sống lớn lên là tại Đồng Nai. Tức là quê ở Hưng Yên đúng không? Mà em đang sống ở Đồng Nai. Em làm gì? Dạ em làm nghề kinh doanh tự do ạ. Em là viên hay là yên? Biên. 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 Có rung không? Dạ. Có rung không? Cũng có chia hồi hộp nhưng mà dạ. Hồi hộp. Sao? Không sao cả. Nha. Rồi giờ mời em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Âu Thị Thương, hiện tại em sinh quê ở Bắc Ninh nhưng mà em sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. À vậy hả, quê gốc là Bắc Ninh. Thì bố mẹ còn ngoài không? Dạ không ạ, mẹ em ở trong này luôn ạ. Ồ. Tức là em ở khu chỗ nào ta? Đồng Hương. Bắc Đồng Ninh. Hương. Bắc Ninh là ở Cao Đức. Cao Đức Gia Lương. Nhưng mà chị là ở đâu chị Dân? Chị ở Đáp Cầu. Đáp Cầu hả? Nói chung nói em cũng không biết đâu. Chị còn không biết đây nữa, sao em biết được. Mình nghe địa danh vậy thôi. Đáp cũng... Cầu hả chị? Đáp Cầu. Ở sông Cầu, ở cái chỗ gì đó. Dạ, chắc là người này đẻ ở Đồng Nai là mất gốc rồi. Không, chị cũng không, chị còn không nhớ mà. Xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Nói chứ em biết không? Dạ không. Tôi đừng biết. Thị trấn Núi Sập, huyện Tân Sơn, tỉnh An Giang. Núi Sập, Núi Sập gần hơn nữa đó. Rồi. Chắc lẽ là hai em là sinh ra và lớn lên là ở tại quê rồi mới vào Đồng Nai là lúc đó lớn rồi phải không? Bạn này là sinh Đồng Nai nè. Bởi vì không biết cái gì. Bạn này là em thì chắc khoảng mười mấy tuổi em mới vào Đồng Nai. Rồi bây giờ nè, thôi kể cho anh nghe đi. Cái cơ duyên mà vì sao các em lại gặp nhau? Dạ thì thời gian đó là em với cả vợ em là làm chung một cái quán cà phê. Có nghĩa là em làm trước rồi, em nghỉ ở cái quán cà phê gọi là quán cà phê sinh viên làm thêm thôi. Thì em nghỉ rồi, xong rồi sau này em tình cờ em đến chơi với một người bạn, người ta rủ em quay lại khu đó chơi. Thì em tới em gặp người này thì có gọi là ấn tượng, người ta bảo là anh đến từ đâu, người ta có hỏi em ấy. Thì em bảo là anh người bạn. Người ta là ai? Cô ấy ấy. Bây giờ chị chỉ cần hỏi em là em gặp vợ em phát là em có choáng liền không? Không ạ, em không có ấn tượng gì từ lúc ban đầu. Không ấn tượng luôn, thế mà lúc vợ em hỏi thăm em là em cũng chưa có ấn tượng luôn. Dạ vâng. Vậy hả? Rồi để hỏi bạn này, bạn có ấn tượng gì mà bạn lại bắt chuyện trước? Em thì lúc đấy em cũng kiểu như là mình đi làm hành tráng ấy. Làm công ty làm hành tráng, buổi tối chỉ làm thêm một quán cà phê đấy thôi. Thì làm từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm. Thì lúc đó chồng em đi lên trên sân thượng thì cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng không có biết gì đâu. Thế là anh lên thì khi mà anh mặc cái áo dài lắm, dài mà kiểu như là phủ cái quần luôn, nhưng mà anh mặc quần jean.
em ấn tượng anh nói anh quê ở Hưng Yên. Ừ. Thì tại vì mình người Bắc thì mình rất là thích nói chuyện với những người người cùng quê với mình. Ừ. Thế thì anh nói là anh tên họ nói tôi quê quán luôn. Thì lúc đó thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều đâu. Thế xong rồi cũng nói là gần đến ngày sinh nhật của em, tức là sinh nhật cho 18 tuổi. Thì ngày đó là ngày 20 tháng 7. Ừ. Thì 28 tháng 7 là sinh nhật em. Ừ. Thì em cũng ngỏ lời là xin số điện thoại, xong rồi bắt đầu ngỏ lời. Thì ngày đó ngày sinh nhật em thì em cũng mời anh đến dự buổi tiệc sinh nhật của em thôi. Ừ. Tại quán cà phê luôn. Ừ. Thế ngày đó thì anh cũng đến. Anh tặng em con gấu bự lắm. Wow. Thế cũng không ấn tượng gì, lúc đó là chưa ấn tượng luôn. Chưa ấn tượng. Nhưng mà trong cái lúc sinh nhật thì anh có hai người có song ca bài, đó là bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Là chắc có lẽ là từ cái lúc mà hát đó là hả? Bắt đầu nhìn ừ. nhau bằng ánh mắt này nọ đồ đó là thích nhau đúng không? Chúng dạ. là thời cũng gian chưa nói... chưa luôn. Dạ. À. Ừ. Thời thế gian sao, tự nhiên sao lên hát rồi Thương Nhau Lý Tơ Hồng với người ta? À có đấy là có nghĩa là không biết em buồn, tâm trạng em nó cảm thấy nó buồn thì em thích hát bài đó thôi chứ cần. Ủa tại sao buồn? Tại vì cơ duyên của em là nó người nó kiểu là khi em buồn là em cứ khoái đi hát bài những cái bài gọi là bài buồn mà cả hay là đi dạo một mình cũng công nghiệp chẳng hạn á. Ừ. Em hay đi ở dưới hàng cây một mình, một dù một mình em đi ạ. Trời lãng mạn quá. Ừ, nhưng mà lúc đó là buồn là do chắc là chia tay người yêu hay gì? À, cũng có thể là lúc cái thời gian đó là em cũng quen một vài số bạn rồi nhưng ừ. mà em nói chung là mà có một hôm mà lúc chưa em chưa quen bạn này ấy, thì hôm em vào một ngày trăng tròn thì có bạn ấy có bảo nó nói là chia tay với em, nên là em cảm thấy em buồn vào những ngày ừ. đó là à ngày đó là buồn là bởi vì là không đến với cô này được là vậy. Đến cô bạn kia thế là hát Lý Tơ Hồng với cô này đó. Đó Lý Tơ Hồng xong xuôi rồi. Thế thì cái ngày đầu tiên mà các tức là cái ngày mà các bạn đầu tiên mà hẹn hò với nhau riêng là bao lâu sau cái hôm Lý Tơ Hồng đó? Dạ chắc khoảng 3 tháng đó. Chắc tầm 3 tháng á, 3 tháng là thì cũng cơ duyên là người bạn cũng bảo là hôm nay thì anh nằm ké cho em mà em có đi chơi đâu thì đi. Thì lúc em cũng không có quen ai vì đôi lúc đó thì mình cũng mất niềm tin về đàn ông quá cho nên mình cũng không có muốn quen một ai nữa. Thì em cũng bảo thôi nhắn tin đại cho anh này thì có đi chơi không. Thế thì nhắn tin cho anh đi lên anh bảo không biết đi đâu thì em bảo thôi đi mua sắm. Thế đi lên Cốc Mắc Biên Hòa thì đến cái đoạn mà anh bảo em, anh kể lại là anh mặc chiếc áo màu cam đi xe bình thường thôi nhưng mà anh dẫn về tới phòng anh luôn. Rồi tới phòng thì em thì không thích ai chở hết, em chở anh luôn. Anh chở em mà khi đi lên cái Cốc Mắc đó thì mua sắm thì cũng không có mang tiêu tiền nhiều. Anh thì anh cũng muốn mua đồ nhưng mà thật ra là tiền thì kiểu như tài khoản không rút được, thế là cũng đi rồi khều khều, cái tay cứ khều khều muốn nắm nhưng mà không có nắm. Đó khi mà về thì cũng kiểu như mình đưa tiền cho xài á, em bảo là anh có cầm tiền xài đi em ơi, rút tiền này, nhưng mà anh không có xài. Thế em cũng ấn tượng. Đến khi kể về gia đình, em cũng kể về hoàn cảnh thì em nói là nhà em cũng chỉ có một mẹ một con. Thì kể về hoàn cảnh thì anh cũng đồng cảm thấy. Anh về anh kể lại cho mẹ là mẹ bị bệnh, là mẹ em bị bệnh đau lưng ấy. Thế thì anh lại về kể cho mẹ, mẹ này bảo thì dẫn sang nhà xem như thế nào. Đó, thế là ngày đầu tiên ra mắt nhà anh á, thì mẹ anh dẫn em về. Em cũng mặc cái áo sơ mi dài, cũng lịch sự lắm, tóc dài nó lịch sự. Khi mà dẫn về nhà thì mẹ đang bán hàng, mẹ đang soạn hàng, mẹ mới bảo là thôi mày để cho bé Thương nó nấu cơm cho mày ăn. Thì chắc lúc đó là mẹ cũng đã ấn tượng rồi. Xong trong vòng đâu hơn 3 tháng, 4 tháng gì là gia đình anh về nhà em. À là có nghĩa là lễ luôn. Dạ không, chỉ về chữa bệnh cho mẹ thôi. Tức có nghĩa là các em cũng đã có một cái quá trình đó, là có nghĩa là đã thích nhau rồi, hiểu không? Rất là cảm mến nhau rồi. Thôi bây giờ hỏi thẳng vấn đề luôn. Đó, đến khi nào thì bắt đầu mới trao nhau cái nụ hôn đầu tiên? Kỷ niệm như thế nào về cái nụ hôn đầu tiên đó? Cái nụ hôn đầu tiên thì anh độc hôn trộm em thôi. Hôn trộm? Dạ. Mà hôn ở đâu? Hôn ở nhà hay là hôn ở chỗ làm? Hay ở ngoài đường hay bụi rậm, bụi cây rồi? Anh á là anh hôn em mà cái lúc mà em đi làm quán cà phê á. Kiểu như mình núp ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm. Đó. Còn nụ hôn thứ hai thì ở tại khu công nghiệp, anh dẫn đi chơi. Thì vô tình anh tính hôn em nhưng mà để có công an đuổi.
Không ai nó đuổi, thôi đi về đi. Mà hôn tới đâu thì bị công an đuổi? Dạ chưa, lúc cái đang... Ví dụ như hôn cái chục cái bung chưa, ra thì đâu chưa, chưa thực hiện gì được hết. Đang có ý đồ đấy anh ạ. Đang chú có ý đồ đấy. Mà thời gian đó là an ninh trong công nghiệp nó vẫn còn xảy ra cướp bóc nhiều nữa như trật tự như bây giờ. Cho nên công an hay đi dạo bảo thôi các em cứ đi về đi. Thế là hai đứa lại đi về. Mà chưa kịp hành động đúng không? Dạ vâng. À, hai đứa yêu nhau được bao lâu? Dạ chắc được một năm ấy chị. Một năm thì mới làm đám cưới hả? Dạ. Ồ, rồi có sự cố gì trong thời gian yêu nhau không? Dạ có, nhiều vấn đề xảy ra lắm ạ. Thì thời gian xảy lúc mà chuẩn bị đám cưới ấy, là người này lúc ấy là đi qua đường ấy, nó bị cái xe nó tông ấy. Cái xe máy nó tông nó bỏ chạy, cũng nó bắt cũng giữ được người ta lại rồi. Thì nhưng mà bà chị kia bà lúc đó bà no cho người này quá, thế là ông kia ông trốn đi lúc nào cũng không biết. Trong, nói chung là cách thời gian của em là đám cưới là đâu 20 ngày ấy. Ừ. Là bị tông tông đó, được có em sao bị tông, không? Em bị tông thì sưng giống như quả ổi ở trên đầu. Nhưng mà to, không biết sao. Cái buồn to, em sợ lúc em sợ mình khóc luôn. Nhưng mà có đi vô bệnh viện khám liền luôn không? Có. Dạ, có. Dạ, cái lúc đó là em đã đám hỏi rồi đó, em đám hỏi rồi. Nhưng mà đến cái ngày cưới thì cục nó có xẹp không? Dạ xẹp, xẹp hết luôn. Thì đã đi khám là không may không có chuyện không gì bị đúng sao. Không? Dạ. Khi mà bắt đầu chuẩn bị đến ngày cưới, nói chung là xảy ra rất là nhiều chuyện. Chuyện gì nữa em? Khi mà 20 ngày đó thì cách em phải một tuần, hơn một tuần á, thì mẹ chồng bị tai nạn, đó là gãy ngay ống đồng luôn. Ôi giời. Gãy chân, gãy đôi chân. Làm sao mà lại gãy ngay ống đồng? Dạ, thời gian đó là mẹ có chở hàng đi qua cái đường tàu ấy. Tai nạn chắc yếu đâm ở cột mốc ở bên thế đường tàu. Rồi sao? Trời ơi, lớn tuổi mà gãy ngay cái này là em đau lắm. Ủa, cái này gọi là ống đồng. Ống đồng đấy, ống đồng. Gọi là ống đồng. Cái thời gian đó thì hên làm sao mẹ này đã đặt tiệc hết rồi, viết thiệp hết rồi, lại chỉ có cách có 13 ngày thôi. Thật sự em cũng rất là hững hờ. Đôi lúc em nghĩ ở trên bệnh viện á, em cũng không có nói ra. Em nghĩ là nếu mà chưa đặt tiệc thì chắc em sẽ hủy cưới, em sẽ không cưới nữa. Tại vì thấy nó nhiều chuyện quá đúng không? Dạ. Rồi còn chuyện gì nữa không bé? Trong cái thời gian đó thì không sao đâu em dạ. Cứ để cảm xúc đó. Đúng rồi, cứ để xả ra đi cưng. Đừng em lại. Trong cái thời gian đó, khách em thứ em đám cưới đó là 2 ngày. Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì em bị bệnh. Trời. Bị nên cái quai bị sưng trên mặt luôn. Nên cái quai bị nó sưng. Sưng cô dâu mà lại quai bị thế thì là hết sinh rồi. Mà những cái thời gian đó cô ấy gầy lắm chị. Anh chị, thời gian cô ấy gầy nhưng mà cho nên là nó bị quay bị vậy, nó cũng bù lại, người ta bảo sao cô dâu nhìn mập mạp vậy. À vậy à? Vâng. Như vậy là nó sưng đều. Đúng rồi, em đang nên nói. Thật ra là hiện nè, anh cứ tưởng nó sưng một bên. Đúng rồi. Vâng. Thì nó kỳ lắm. Tại vì anh biết có nhiều người bị quay bị chuyện bên gian. Còn sưng hai bên là coi như mặt. Có đều luôn đó. Mặt cũng hậu. Thời gian nó buồn lắm đúng không? Tại vì thứ nhất là em gặp quá nhiều chuyện xảy ra trước ngày cưới. Dạ. Thì nhưng mà sau đó lại đến vụ mà em sợ ông em lại mất nữa. Ông em mất thì người Bắc người ta kiêng là bảo không được cưới. Đúng rồi. Thế là cho nên là em cưới xong rồi thì khoảng 3 tháng sau thì ông mới mất, thì thế bọn em chốt lại một câu là thôi thì nhân duyên ông trời cũng thử thách thì thôi, thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau vậy. Vâng. Dạ. Rồi có nghĩa là cái lúc mà sốt quay bị có hành em không? Dạ có, thời gian là lúc đó là 4 giờ đâu là thứ sáu đúng không, thứ sáu là em bắt đầu lên Long Thành em khám. Em khám thì nó kêu bị quay bị thì em về em lại suy nghĩ, em đọc lên mạng nó kêu là không có con. Lại thêm buồn nữa. Thế xong thứ bảy thì như đám cưới thì chiều chủ nhật em lên trên Biên Hòa thì em lại bắt đầu là chuẩn bị đi khám bệnh, là người ta chích thuốc ấy, uống thuốc nhiều nữa, cho nên trong thứ bảy này cũng mẹ chồng về nhà mẹ chồng ở. Thì mẹ mới anh mới bảo là mẹ kêu là lấy nước xông ấy, xông hết. Thế là anh lên anh lau người, mẹ bảo cởi hết đồ ra để xông cho con, lau hết người cho con. Rồi xong mình mới bảo thôi rồi, bị khui hàng rồi. Thế là bắt đầu những ngày cưới thì đến cái hôm mà thứ sau ngày chủ nhật thì em lại bắt đầu nhập viện tiếp, đó là bị bao tử. Trời. Ở tử uống nhiều thuốc hả? Dạ. Rồi cái thời gian đó thì nó cũng qua. Thật sự này, mẹ nói là trời ơi, cái đấm cái đà cái đạp
tự nhiên nó đang bình thường ấy, nhưng nó dùi dập mình không có gì để ngoi lên nữa. Thật sự nó rất là buồn. Mà tại sao mình sống rất là tốt, rất là lương thiện, tại sao có thể xảy ra trong ngày hạnh phúc mình như vậy? Cho nên em rất là hững hờ, cho nên mọi người rất là an ủi trong cái thời gian đó. Khi mà trải qua cái ngày cưới đó rồi, một tuần sau là ông nội chồng mất. Là lúc nãy em nói là sợ là ông đi trước khi cưới phải không? Dạ, dạ. Thì như vậy là một tuần sau ông mất. Dạ. Như vậy ở trong Nam hoặc là Bắc người ta gọi là gì? Cưới chạy tang. Cưới chạy tang. Rồi xong sao nữa? Còn cái gì? Còn cái gì xui nữa không em? Kể luôn đi. Mẹ ruột em thì nhập viện để mổ. Là trước ngày cưới luôn? Không, một tuần sau một cùng sau cưới. Ừ. Dạ. Thì cũng mẹ em nhập viện xong thì ông nội mất đấy, ông nội chồng mất. Bà ngoại hôm ấy bà nội khỏi rồi thì lại bà ngoại lại nhập viện nữa. Thì hai vợ chồng thay nhau, coi như là bà ngoại bố chồng thì về Bắc. Còn chồng em thì lo cho mẹ chồng, còn em thì lo cho mẹ ruột, có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau nắm tay chia đôi ra để. Dạ vâng. Chị thấy không, như vậy cưới xong là không có hưởng được trăng mật gì được. Đúng, thời gian đó bọn em không có hưởng được trăng mật. Một tuần sau mà. Hồi đó bọn em cưới là thời gian nó khó khăn lắm, bọn em không có hưởng tuần trăng mật. Không có tuần trăng mật luôn. Dạ. Ý trời ơi, tuần sau là đi vô bệnh viện đó rồi. Rồi có đêm tân hôn không? Dạ có. Tuần một tuần sau thì mới có. À sau một tuần á thì mới có. Nhiều chuyện buồn xảy ra quá. Dạ. Cái đêm tân hôn chắc cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Hay vui. Mình cũng gọi là nó cũng có cảm xúc bồi hồi hộp anh. Thôi thì mọi chuyện nó cũng qua lắng xuống rồi thì nói chung là gọi là những cái thử thách đưa ra cho mình vượt qua hết rồi thì nói chung là nó cũng có vấn đề, em cảm thấy nó vui vui trong lòng ấy. Tấn hướng. Nhưng mà cái vụ mà quay bị á, bác sĩ nói không có con nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Có con không? Thì đó là chỉ ảnh hưởng cho đàn ông thôi. Phụ nữ mình nó không có vấn đề gì, có nghĩa là chỉ phần trăm nhỏ lo. Thì khi cưới được một tháng hơn một tháng thì cái lúc đó là em cũng về em chăm mẹ em. Cha mẹ thì cái lúc đó thì mãi sau đến một tuần em cảm giác trong người nó kiểu như là khó chịu, về nhà ai cũng buồn ngủ rồi ăn uống mùi khó khăn lắm, ai cũng bảo có bầu nhưng mà thật sự em không có tin. Ra hàng xóm người ta nói là hay có bầu rồi, em nói là làm gì có, làm gì có ngủ với nhau đâu mà có, nói thẳng vậy luôn á. Thế xong đến khi có bầu thì em thử ba que thử thai luôn, không tin là trong mắt mình có bầu. Thử thai mà thấy hai vạch mà không hai vạch mà đến thử ba hôm liền mà không tin tại vì có một đêm tân hôn thôi đó là dính liền luôn. Phải không? Dạ, có một đêm một mà dính liền thì cũng chỉ trong vòng mấy ngày thôi đó, tại vì sau đó là phải khỏi bệnh đó kia. Đi lo bệnh rồi sao rồi tự nhiên thì cũng thử thì đi khám một tuần sau thì khám là thai được 2-3 tuần gì rồi. Thì tự nhiên thấy mừng, vui. Thì bắt đầu cuộc sống nó lắng xuống. Đến Tết. Khi mà leo lên cầu thang thì cũng bị té. Té đâu 9 bậc á. Trời đất ơi, 9 bậc tập. Có ảnh hưởng không? Gì không em? Thì cũng nằm như con tôm vậy thôi. Vậy là không ảnh hưởng cho tới em bé hơn. Vâng. À vậy là bây giờ sao rồi? Bây giờ là cháu giờ là cháu là được 7 tuổi. Ủa một cháu ôi. Trai 7 tuổi. Ủa rồi ôi hai đứa rồi. Mà cháu gái thì nay được 4 tuổi rồi. Trời ơi, thế lúc nào là bớt xui nè? Dạ, bắt đầu là thấy là em nghĩ là chắc sanh thằng em bé. Nó bắt đầu em bé trai đầu ấy. Thời gian nó hết hoàn toàn. Ê bạn đó chắc có lẽ là chắc là hiếu động lắm đúng không? Dạ, đúng rồi. Không? Đúng rồi. Hiếu động. Giống bố lắm, y chang bố. Đó bởi vì nghe hồi nãy em kể cái đoạn mà em bị quay bị á, em khóc ràng rủa nước mắt. Anh tưởng đâu là ảnh hưởng đó chị. Ảnh hưởng là không sanh được. Cuối cùng. Ai về bây giờ đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi rồi. Trời. Vợ chồng thì vẫn phơi phới thế này đây. Rồi bây giờ tới chuyện vui đi. Dạ. Qua cơn bị cực tới thời thế này. Đúng rồi. Đó. Tật bây giờ xấu kể đến chuyện chơi. Tật xấu đi. Ừ. Đó. Dạ. Anh ấy có tật xấu không em? Nhiều không? Chồng em thì không có rượu, không bia, không thuốc. Nói chung là đối với một người đàn ông 100% nhưng mà chồng con được 80%. Còn 20% xấu kia là cái gì nè? Chồng con chỉ nghiện game thôi.
À, mê game. Dạ, hơi game nhưng bây giờ hết rồi. Ừ. Bây giờ chỉ còn là mấy phần trăm đó thôi, để chơi điện thoại thôi. Ừ, nghĩ là dạ. Trước đây rồi, còn bây giờ là đâu có xấu nữa. Còn bây giờ dạ. Sao? Bây giờ thì nói chung là cũng không có gì thật gì xấu nhiều. Có nóng tính không? Có hay la vợ không? Có làm biếng không? Hơi làm biếng một xíu. Hơi làm biếng. Dạ. À, tức là lúc mang bầu là chắc có lẽ là chơi game mà quên vợ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À, thôi nhưng mà bây giờ hết là ok. Ừ. Rồi bây giờ có gì nữa không? Dạ, tật xấu của vợ em thì nhiều khi là ngang ấy anh. Hơi ngang. Bây giờ thấy em đúng không? Rồi tật xấu của vợ em. Ngang ngược. Vâng, hơi ngang xíu. Nói chung là chuyện gì sai cô cũng có ý để yên lặng, nhưng mà để thời gian yên lặng nó em cứ cảm thấy bức tường nó bị cứ bị vây lại khó chịu, nó không tâm sự được với ai, bực lắm, cho nên lúc nào em phải kiếm cách mà làm lành với cô ấy không à, chứ để một mình khó chịu lắm. Và lúc nào cũng có chuyện bé xé ra chuyện to, xong rồi là tự cho là mình là người đúng. Dạ, xong vâng. Rồi giận hờn, xong rồi tự bắt em phải làm quen lại đúng không? Vâng. Vậy là hơi có tính nít á. Vâng. Ngang ngược mà tính con nít. Thời gian mà yêu nhau ấy, chỉ có là một người bạn ấy, người ta đồng cảm, người ta gọi em ra khu công nghiệp, hai người nói chuyện với nhau, thế mà về ghen kể với mẹ luôn. Ồ, vậy là ghen hả? Vâng. Wow. Bạn cùng phòng đó. Ghen dữ không? Ghen dữ không? Người ấy cũng cùng quê gốc Hưng Yên ấy mà, nhưng mà chơi với bạn này từ nhỏ, bạn không tin tưởng mà bạn ấy ghen này cũng giữ, nói chung là về 3-4 ngày không nói chuyện luôn á.